các hãng hàng không có thể tổn thất từ 63 đến 113 tỷ đô la lợi tức chuyên chở hành khách trên toàn thế giới trong năm nay, tùy thuộc vào việc virus corona lây lan như thế nào, theo Hiệp hội Hàng không Quốc tế IATA loan báo ngày 5 tháng 3. Lần gần đây nhất, ngành này đối mặt với cơn sốt lợi tức ở mức độ như thế này là vào năm 2009, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo lời kinh tế gia trưởng của IATA, Brent Pierce cho biết trong cuộc họp báo tại Singapore, số thiệt hại 63 tỷ đô la là trong trường hợp dịch bệnh được chế ngự ở những thị trường hiện nay và 113 tỷ đô la là ước lượng thiệt hại trong kịch bản dịch bệnh lây lan sâu rộng. Việc sụt giảm này có nghĩa là có từ 11% đến 19% thiệt hại về lợi tức chuyên chở hành khách. Hôm 20 tháng 2, IATA ước tính dịch bệnh COVID-19 có thể làm cho các hãng hàng không mất 29,3 tỷ đô la lợi tức nếu như dịch chỉ bùng phát ở những thị trường có liên hệ đến Trung Quốc.